Cô xin lỗi cho em nhé, thì nãy cô vào nhầm phòng, cô cứ vào phòng 306. 306 thì cứ sau như vậy. Thật ra là mình bị vào muộn một chút. Buổi hôm trước thì cô đã giới thiệu với các em về môn học định mức kỹ thuật xây dựng của mình rồi. Cái môn học này của các em thì như các em biết rằng là nó nghiên cứu về định lượng, nó nghiên cứu định lượng các yếu tố sản xuất, là yếu tố về vật liệu, về nhân công, về máy móc, thiết bị thi công. Đấy, và bài hôm trước thì chúng ta đã đi nghiên cứu được 7 luận điểm mà cần phải nắm rõ khi mà lập định mức. Đấy, là trước khi các em đi vào lập định mức một công tác nào đó thì các em phải phân tích và tuân theo đúng cái 7 luận điểm này, phân tích kỹ 7 luận điểm để tuân theo các luận điểm này. Thế thì 7 luận điểm này là những cái luận điểm nào? Hôm trước cô đã giới thiệu với các bạn và đã giải thích rồi, đúng không ạ? Thứ nhất là sử dụng số liệu thực tế có phê phán. Thứ hai là khi mà chọn đối tượng để thu thập số liệu để lập định mức thì đối tượng đó phải mang tính chất đại diện về mặt năng suất lao động, đại diện về không gian, đại diện về thời gian. Và luận điểm thứ ba là luận điểm khi mà chúng ta khảo sát hay là quan sát một quá trình sản xuất thì chúng ta phải chia nhỏ quá trình sản xuất đó ra thành các phần tử hay là các phần việc. Đây là một luận điểm rất quan trọng, luận điểm rất quan trọng nhất khi mà chúng ta thu số liệu để lập định mức. Và cái việc mà phân chia thành các phần tử hay các phần việc thì nó phải đảm bảo được 4 yếu tố. Thứ nhất là không thể phân chia nhỏ hơn được nữa. Thứ hai là đồng nhất về mặt tổ chức thi công. Thứ ba là có cùng số lượng thợ, cấp bậc thợ. Và thứ tư là không thay đổi về đối tượng và công cụ lao động. Đó là 4 điều kiện đảm bảo để tạo thành phần việc. Và một phần việc, một phần tử thì nó có thể gồm một phần việc hoặc là nhiều phần việc ghép lại với nhau. Luận điểm thứ tư là luận điểm sử dụng công thức tính số trung bình thích hợp. Thế thì trong các công thức tính số trung bình thích hợp thì người ta khuyên dùng trong công tác định mức là sẽ dùng công thức tính bình quân điều hòa, công thức tính bình quân điều hòa. Luận điểm thứ sáu là do luận điểm thứ năm là luận điểm là khi lập định mức mới thì cần phải xem xét mối quan hệ tương quan giữa các phần việc. Đấy, là phải đánh giá xem công việc nào nặng nhọc hơn. Đấy, công việc nào được đánh giá cao hơn. Thế còn luận điểm thứ sáu là sự thống nhất giữa điều kiện tiêu chuẩn và chỉ số định mức tính toán ra được. Điều kiện tiêu chuẩn là những cái quy định tương đối chuẩn mực để mà áp dụng được cái chỉ số định mức tính toán ra. Thế thì luận điểm thứ sáu này thì các em sẽ còn gặp lại nữa. Và luận điểm thứ bảy là tính chất pháp lý của định mức, tức là định mức lập ra là nó phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Và một định mức khi mà lập ra trước khi công bố thì sẽ phải được đem áp dụng thử. Nếu áp dụng thử và trong quá trình áp dụng thử này sẽ thu hồi các cái ý kiến phản hồi và sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp với thực tế hay là gọi là sát thực ấy. Đấy, sau đó thì mới công bố và ban hành được sử dụng rộng rãi. Đây là 7 luận điểm hay người gọi là phương pháp luận để lập định mức kỹ thuật xây dựng. Phương pháp luận định mức kỹ thuật xây dựng. Để sang đến bài hôm nay. Bài hôm nay thì các em sẽ nghiên cứu bài tiếp theo, bài số 3, là nghiên cứu về các phương pháp lập định mức kỹ thuật xây dựng. Bài 3, các phương pháp lập định mức kỹ thuật xây dựng. Các phương pháp lập định mức kỹ thuật xây dựng. Thế thì chúng ta sẽ nghiên cứu 4 phương pháp để lập định mức. Nghiên cứu 4 phương pháp để lập định mức. Đây là các phương pháp lập định mức. Các phương pháp lập định mức. Tức là các phương pháp mà để chúng ta tính toán ra được, chúng ta thiết lập được cái định mức. Định mức về các yếu tố hao phí sản xuất là về có vật liệu nhân công và máy đấy. Thì 4 phương pháp này là những phương pháp nào? Đó là bao gồm có phương pháp phân tích tính toán thuần túy. Phương pháp thứ hai là phương pháp quan sát thực tế tại hiện trường. Phương pháp thứ ba là phương pháp chuyên gia.
phương pháp chuyên gia, phương pháp thống kê, hoặc là phương pháp chuyên gia với phương pháp thống kê kết hợp với nhau, người ta gọi là phương pháp thống kê kinh nghiệm. Và phương pháp cuối cùng, phương pháp thứ tư, đây là phương pháp hỗn hợp, đây là phương pháp kết hợp. Kết hợp đấy là bốn phương pháp chúng ta sẽ nghiên cứu ở trong nội dung môn học này để lập định mức. Đầu tiên các em đi vào nghiên cứu phương pháp thứ nhất, một la mã, phương pháp phân tích tính toán thuần túy. Môn học định mức thì cô nhắc lại là các em đã có được cái tài liệu rất là đầy đủ để mà các em học. Có hai cái quyển giáo trình hôm trước bạn là Lan Trinh ấy, bạn ấy đã gửi lên trên phần chat rồi đấy. Thì các bạn, hai cái quyển giáo trình đó, một là hướng dẫn đồ án, một là lý thuyết môn học, thì rất cần cho các em. Thì các em tải về này, cộng với lại trong CMS thì cô cũng đã tải một số cái tài liệu lên để các em xem thêm số cái ở trên CMS đấy. Về các cái phương pháp mà chúng ta nghiên cứu để lập định mức kỹ thuật xây dựng này, thì chúng ta sẽ nghiên cứu về các vấn đề sau. Thứ nhất là đi nghiên cứu về nội dung của phương pháp, nội dung là trình tự thực hiện của phương pháp đó như thế nào. Thứ hai là ưu nhược điểm của phương pháp là gì. Và thứ ba là cái phạm vi áp dụng của phương pháp đó. Để các em sẽ phải nắm được ba vấn đề: nội dung của phương pháp, ưu nhược điểm của phương pháp và phạm vi áp dụng của phương pháp. Được chưa? Thì chúng ta sẽ đi lần lượt theo các nội dung đấy. Thứ nhất, một nhỏ là nội dung của phương pháp phân tích tính toán thuần túy. Cái phương pháp phân tích cô chưa chuyển toán slide cô ạ. Cô chưa chuyển slide á? Chưa cô ạ. Thế các em đang nhìn thấy cái gì? Ô, tại sao lại chưa chuyển? Em đang nhìn thấy luận điểm 7 cô ạ. Thế nó bị làm sao? Bởi vì là cái zoom của cô không vào được qua app, nó tất cả nó đều báo lỗi ID. Nên cô phải vào qua trang web, nó cứ vào qua web thì nó cứ xem một lúc nó lại lộ. Bây giờ